Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là chủ tịch của hội đồng quản trị của công ty, kim giám đốc, tổng nhà sản xuất, ban lãnh đạo, đạo diễn, kim luôn người quay clip cho tất cả các bạn đang xem video này đó. Thì vậy thôi, hôm nay mình mời anh ơi, bô bịch muối nãy rồi. Lại nha, 2, 3. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Yến Nhi Kiết. Và hôm nay thì trong cái bộ dạng như cũ, nói chung là tụi mình không phải là từ cái shop bán hàng xuất sắc ra mà giữ nguyên đó con chị bán hàng xuất sắc để reaction, bởi vì những cái reaction thì tụi mình cần sáng sắc. Và hôm nay thì em đã chuẩn bị cho hai đứa mình 4 cái clip thì tụi mình sẽ xem và đơn giản là reaction về cảm xúc vậy thôi. Ok nha, bắt đầu. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Yến Nhi Kiết. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với em Yến Nhi Kiết. Yến Nhi Kiết sắp tới các bạn. Và chị bán hàng xéo sách phát hiện bí mật động trời. Video đầu tiên đó chính là gì chị hả? Chị đọc chị đọc cái tựa thế là chị cũng không có muốn nói cái gì nhiều về cái độ mặn á. Cách dập lửa bằng nước. Cái độ dài của cái clip này là 47 giây. Vì chúng ta sẽ xem là 47 giây này nó chứa được bao nhiêu kg muối nha. Hay quá ha. Đáng lẽ là chị mới vừa thấy là ở bên Pháp nó bị cháy nhà thờ em. Đúng rồi. Xong rồi cái tự nhiên bạn này nó trời, giống như là cái clip này giống như là cứu cánh. Đúng rồi, bắt kịp là... trend. Đúng rồi. Rồi làm cho người ta là phải từ đây về sau phải chuẩn bị lúc nào cũng phải có nước. Để có gì mà lỡ cháy hay là lỡ có cái gì đó thì chúng ta phải dập lửa bằng Đúng rồi, nước. Tức là mọi người phải nên xem clip này. Đúng rồi, để khi mà mình chuẩn bị tâm lý với là chuẩn bị là lúc nào trong nhà chúng ta cũng có nước để dập lửa nha mọi người. Em đề nghị bên dựng của mình á là nếu như mà đang dựng cái clip này và các bạn cũng đang xem cái clip này, các bạn hãy nhìn phía dưới là dựng giùm em cái hàng chữ luôn luôn chạy nha. Clip này chỉ phục vụ cho mục đích giải trí, tất cả chỉ là giải trí, không có ý bôi nhọ xúc phạm bất kỳ một cá nhân tổ chức nào hết. Luôn luôn chạy dòng chữ này phía dưới cho em, đừng bao giờ ngưng dòng chữ này lại nhé. Ok, cảm ơn tất cả cả nhà yêu của Kem nha. Bắt đầu. Xin chào mọi người, mình Huy. Tối nay mình sẽ các bạn cách để bị súp luôn. Nó còn nhỏ mà nó hay quá ha. Nó bị súp này kia luôn kìa. Lửa. Tức là lửa là tự tạo lửa luôn. Cái này là tự tạo lửa cho mình biết là cái trường hợp. Còn lửa mà lửa có cháy thì mình dùng nước mình dập. Thì tiếp nha, không biết luôn á. Nào giờ cứ tưởng nó dập nước bằng cái gì đâu không à. Dập lửa bằng khí, bằng gì đó. Bây giờ đúng khí vậy. Cái khí ở trong cái bình người ta xịt ra đó. Đó cái đó. Ơi, cái đó người ta gọi là bọt. Em hiểu không? Khí là cái trái đó em. Ôi cái ly nước tinh tế quá ha, cái ly nước đẹp ghê luôn. Cái ly nước từ ở trong nhà vệ sinh ra rồi đốt cái này trên cái máy giặt cái. Đốt trên nắp toilet nha cả nhà. Lavabo mà không phải. Tức là nếu như bây giờ mà mình thử như vậy á, mà nếu mà nó không nó cháy hết cái tờ giấy xong nó có cháy xuống mình cái máy giặt không? Đó là lý do thử trong toilet, đây là cái nắp toilet. Đây, nắp của cái bồn. Cái nắp của lavabo. Cái nắp. Rồi cái nắp này là mình phải đốt trên đây để lỡ có gì là mình dội nước ra cho lẹ. Rồi vô. Ra có lửa mà thấy. Có lửa rồi đó, có lửa rồi. Tính không? Trời ơi quá tinh tế, anh thấy không? Mình thử ở đây nè, mình thử ở Cà Mau nhưng mà ly nước mình để dưới An Giang á, rồi lỡ mà ở đây có cháy cái mình chạy xuống lại An Giang mình lấy ly nước mình đem vô. Tính ra cái tinh tế. Trời ơi, mọi người nhớ cái clip mà 10 điều kinh khủng của Nhi không? Trong cái clip đó Nhi nói là hồi nhỏ em từng làm cháy nhà, là cái vụ mà nước rồi chạy lên chạy xuống đó, trời ơi phải cho em coi cái clip mình sớm mới được rồi. Tính ra tinh tế ha, cái cậu bé này thật sự là không biết ba mẹ của cậu bé như thế nào nhưng mà bảo đảm đây là một gia đình rất là hạnh phúc. Rất là hạnh phúc, trời ơi có một đứa con thiên tài. Trời ơi. Thật sự luôn. Trời ơi, từ kìa, đi nước kìa. Mình phải từ từ. Trời ơi, nước. Trời ơi. Lấy nước sập được. Trời ơi, con ngầu quá vậy trời. Hết rồi. Bây giờ mình sẽ tới cái clip thứ hai nha. Bắt cái này. Rồi giờ bây giờ clip thứ hai là hướng dẫn ăn cơm bằng thìa. Sao mà tài năng vậy nè trời ơi là trời. Bây giờ mấy bạn giống như kiểu mình mấy bạn uống sữa bây giờ cái mình nhập khẩu từ nước ngoài á, cái nó có nhiều cái chất gì melanin á, xong cái mấy bạn càng thông minh luôn. Không, phát triển lắm luôn. Rồi. Sau đây là cái clip hướng dẫn ăn cơm bằng thìa. Tại bình thường đó là mình ăn cơm bằng muỗng. Đúng rồi. Ăn cơm bằng thìa. Rồi. Xem video này nhé. Ôi bạn ấy nói gì nữa? Chưa đợi em xíu. Và bây giờ tất cả các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn ăn cơm bằng thìa. Nếu bạn nào chưa biết thì xem video này nhé. Mình chưa có biết. Mình coi. Trời cái chén cơm kìa. Một chiếc thìa công việc rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần xúc cơm lên. Trời ơi, tao cảm giác thèm quá hả? Trời ơi, này ăn cái bằng muỗng mà, không ăn cái bằng thìa bây giờ. Có gì ăn cái bằng muỗng hả? Đúng rồi. Bây giờ mới ăn cái bằng thìa là sao luôn á. Trời ơi, mà hay quá vậy nè. Hướng dẫn đi bộ và chạy bằng 2 chân. Đó giờ em tưởng đi bằng cái thằng con huyết không á chị. Nào giờ chị đi 4 chân không á? Trời ơi, ủa chị đi 4 chân hả? Một hồi mà nhà mình có bị ai đốt thì mình nhớ dập lửa bằng nước nha chị. Chị hơi ồn rồi đó. Với lại chị muốn ăn cơm bằng thìa á, chị đã bộ. Ok. Rồi hướng dẫn đi bộ bằng 2 chân và chạy bằng 2 chân. Trời ơi. Ủa sao mà đi cái túi này mà oai vậy nè. Đúng rồi, cái đấy. Ủa cái điều mà chưa giờ mình làm được luôn á. Bạn này mang dép đi, tối giờ mình đi mà mang giày không à. Trời ơi, mình sai rồi. Có kìa. Mình sai nặng nề rồi. Trời ơi, hay vậy trời, có đi kìa. Đi một vòng trái đất luôn trời ơi. Anh quay phim ngồi đây, nó ở đây trời ơi. Ui, con gái em bắt đầu. Với các bạn chạy bằng hai chân. Chạy bằng hai chân. Các bạn. Đấy. Rồi. Các bạn có thể. Trời ơi, chạy kìa. Mình chạy mình thẳng lưng quen rồi, mình chạy mình hơi vậy nè. Kìa, bỏ chạy cái đùi luôn. Trời ơi, sao bạn này bạn chạy mà trời ơi, cái thứ gì chán của chị Tô Nam luôn trời ơi. Bạn này đáng thần tượng nè, bạn này. Ghê quá, mấy bạn này làm được những cái điều mà thiệt á không tưởng tượng ra được luôn. Quá phi thường luôn. Chưa bao giờ dám nghĩ là rồi, đi bằng hai chân. Super Rider đi. Không biết luôn. Đó giờ em cần subscribe mà. Ok nào. Xin chào và tạm biệt các bạn. Chào. Bye bye đồ nha chú Duy con gái. Chú Duy con gái. Chứ con gái diễn tiếng Việt cũng tiếng Việt luôn em. Mình phải subscribe chứ bạn này nắm bắt á. Trend ha. Lý cuối cùng là thí nghiệm dập lửa bằng nước. Xin chào nhân loại. Tôi là Lâm Điết đến từ đội ngũ nhà khoa học. Lâm Điết hả? Hôm nay chúng tôi Lâm Điết. Em có nghe vậy á? Nhà khoa học con gái trẻ sẽ tiến hành thí nghiệm có thể làm thay đổi những trường hợp hiện có và tạo ra những thực tế mới mà chúng ta chưa ai có thể thấy được. Hôm nay chúng tôi sẽ dập lửa bằng nước. Sao mà hay vậy? Sao mà phát minh là dập lửa bằng nước? Sao mà người ta nãy là bằng cái ly còn bây giờ bằng cái chai bự luôn. Ủa cái anh này, có mắt anh đâu rồi? Bây giờ các nhà khoa học của đội khoa học con gà tre sẽ tiến hành tạo lửa. Tạo lửa. Nên nhớ an toàn và xin phép. Bé hồi nãy còn biết là thần đồng nhưng mà kiểu còn thiếu sót nhiều lắm. Bây giờ người ta hướng dẫn là làm sao phải an toàn, là mình đốt nhà xong mà mình phải an toàn bản thân mình trước, cái nhà cháy chạy đó. Hay quá, mấy bạn trẻ bây giờ thông minh quá rồi. Tính xa quá. Nó gà không được cái mạo hiểm luôn. Tên đồng chí. À là chuẩn bị giấy. À là mấy cái tờ này là 5 điểm, là 2 điểm, rồi này kia là đem đốt đúng không? Bắt đầu quá trình tạo lửa. Quá trình tạo lửa nè. Rồi thật sự luôn á là bình thường rất là xéo xác luôn á. Xong rồi coi những cái clip này cái tự nhiên không xéo xác được luôn đúng rồi. Chỉ còn một lòng kính trọng và không kính thì hơi quá mình ngưỡng mộ tất cả các bạn này. Các bạn này có một cái tư duy với lại trời không người bình thường không làm được. Lắm luôn á, người ta nói giờ trời mấy bạn này chắc là lên mặt trăng rồi nè. Mới là biết được mấy cái này. Là sự chăm chút của một đồng chí khác. Trời, uống nước luôn. À là mình phải bỏ vô trong miệng hả? À không phải. Nó giỡn. Là nó khác. Lên nhạc luôn trời nó còn khỏi nữa. Tại này hồi hộp quá giống như là thiêu hoa hậu đâu em. Trời em sợ cháy rồi. Mọi người ơi cháy rồi. Anh ơi, em ngồi cháy không? Không có thử nước. Cháy rồi. Cháy trong clip rồi kìa. Trời ơi. Cái gì vậy? Đốt đề cương. Câu 27, hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc sẽ thay đổi như thế nào nếu ép hai mặt đó tập. Đổ nước thì đổ nước vô trời ơi. Slow motion kìa trời ơi, mấy cái đoạn này là mấy bạn này quay y chang trong mấy cái phim Hollywood vậy đó. Trời cái này cái phần tiếp theo cái gì? Avenger Endgame á. Endgame á trời ơi, tại sao mình làm được mấy cái kỹ thuật này? Trời ơi, đốt đề cương. Hay lắm. Nếu là em á, mà làm cái thí nghiệm này em sẽ đốt cái gì em biết không? Em đốt cái giấy mời phụ huynh á. Không đốt cái này là nó rụi luôn á, nó rụi những gì kỳ lắm anh ơi. Không mình phải lột ra vậy luôn nè chứ sao mình nó để vậy. Lột. Thôi để đi chút bộ nước giả để mình đem đốt. Chưa. Em muốn coi hết cái này. Anh thử không? Ủa mới kêu bằng chị mà. Lột tóc ra rồi. Thôi chị đã hai cái sách quen. Rồi làm lại 2, 3. Chị. Gì vậy? Thử không? Thử gì? Dập lửa bằng nước. Thôi chị sợ lửa lắm em ơi. Chị sẽ đứng lên lưng em để quay video cho em. Em đốt lửa đi, cái đưa chị chai nước chị uống. Chị khát nước từ sáng giờ quay bên sản xuất chưa cho chai nước thôi chưa. Nhưng mà em phải làm thí nghiệm mình đưa chai nước chị uống là nước đang làm thí nghiệm chị. Thôi chị khát nước. Vậy thì em sẽ đưa chai nước chị uống này, một nửa là chị nuốt, một nửa là chị phun. Hay là bây giờ chị sáng kiến em đổ xăng vô miệng chị, cái em đốt cái họng chị, em đổ nước vô chị vừa được thử nghiệm mà vừa uống nước luôn. Vậy là ngoài tội danh cố ý giết người ra em còn bị tội danh nặng khác. Làm liền đi mua xăng đi cả nhà hết. Và ok thì bây giờ thì mình sẽ đổ nước ra và cùng với chị bán hàng xéo sắc thực hiện thí nghiệm dập lửa bằng nước. Chưa. Rồi. Dạ. Em mời chị. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Các bạn ơi, mình đã dập tắt sự xéo sắc của chị bán hàng rồi. Cuối cùng thì nước cũng dập tắt được một cái đèn cầy. Nhưng mà tao không đánh mày không được nha Nhi nha. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Ủa em tưởng cái này là hộp kim chỉ. Rồi hộp bán tiền rồi. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe để Yến Nhi Kiết sẽ có nhiều video mới. Đừng quên là không được bắt chước bất kỳ một câu nói hay một hành động ở trong video này nhé. Bye bye. Với lại đó mọi người nên nhớ là Trần Ray Lý bá mình cũng đừng đặt cái mặt người ta như vậy để mày dễ bị đánh nha mọi người nghe. Đừng quên nhấn cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi Nhi ra video mới nha.